Quảng Nhâm là xã biên giới mới sáp nhập địa giới hành chính của huyện A Lưới với dân số khoảng 4.527 người và có hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 8 thôn và được thành lập 7 khu vực bỏ phiếu với 3.417 cử tri đủ điều kiện tham gia. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Tại các điểm bỏ phiếu được dán pano áp phích danh sách ứng cử viên để người dân dễ theo dõi. Tại địa bàn xã Quảng Nhâm hiện nay có 7 tổ bầu cử và trên 3.400 cử tri. Công tác tuyên truyền tại địa phương thì Ủy ban bầu cử của xã cũng đã chỉ đạo các tổ cùng với ban chỉ đạo về tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, các tổ về công tác bầu cử từ đại biểu Quốc hội cho đến đại biểu Hội đồng tỉnh, đại biểu huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Và trong quá trình công tác chuẩn bị thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản đã xong và sẵn sàng cho cái ngày bầu cử sắp tới. Tại các điểm bầu cử có lực lượng tham gia bảo vệ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới đã phối hợp với các đơn vị tại các xã biên giới tích cực tuyên truyền để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi có hết bộ chỉ huy bộ tỉnh, thì đồn Quảng Nhâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với 4 xã trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền bầu cử tại địa bàn. Với 4 xã là 20 đơn vị bầu cử, thì hiện nay tại các địa bàn thì có các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp. Đến hiện nay thì theo như chỉ đạo của cấp trên thì dịch COVID-19 rất phức tạp, cho nên đặt vấn đề là đảm bảo quyền lợi trách nhiệm cho mọi công dân tham gia bầu cử, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Ở địa bàn 12 xã biên giới huyện A Lưới, người dân sống ở xa, địa hình hiểm trở, không có sóng điện thoại. Bộ đội biên phòng cùng chính quyền địa phương đã đến tận nhà tuyên truyền để người dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Sau khi tôi được lắng nghe tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, tôi hiểu hơn về quyền và trách nhiệm của một người công dân. Đó là thứ nhất, tham gia bầu cử đúng thời gian quy định. Thứ hai là bầu ra, lựa chọn ra người đủ đức đủ tài để đại diện cho nhân dân. Chưa đầy một tuần nữa sẽ đến ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị nghiêm túc ngay từ giai đoạn đầu, cùng với tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có thể nói, ngày hội bầu cử sắp tới trên địa bàn huyện A Lưới sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.